Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Báo cáo tới quý vị và các bạn, chỉ một số ngày nữa thôi nha, một số ngày nữa thôi, khi hàng của đồng chí Khang đến nơi thì nhà mình vui như 3 ngày Tết nha. Hàng này gửi tới người anh em Mr. Thanh nha, ở địa chỉ số 6 Trần Quang Khải, khóm 4, phường 2, Sóc Trăng City nha. Sóc Trăng thì vẫn thuộc tỉnh tỉnh Sóc Trăng của Việt Nam đấy nhá. Các đồng chí lưu ý. Đấy. Báo cáo các đồng chí nhá, chỉ còn một số ngày nữa thôi là khi ta nắm tay bạn gái vào rừng cao su ăn búp phơi hai đứa mà có loa kẹo kéo sân xui phụ họa nó thì thôi, đúng là nhất quả đất nhỉ. Đấy. Đấy. Đồng chí nào mà có nhu cầu mà những cái loa kéo này hoạt động bền bỉ, âm thanh hay nhá thì liên hệ ngay với lại Khang Audio. Đấy. Sân xui. Còn đây là số cân 15 kg. Đấy, 15 kg cho cái sản phẩm loa kéo sân xui này nhá. Đấy. Đấy. Đóng nguyên cái thùng xốp to này nhá, đóng như kiểu hàng gọi là ngày xưa ở bên Nga gửi về đấy nhá. Bên Nga, bên Đức gửi về những con Simpson S51 rồi, những con S90D đấy. Tiếp theo sản phẩm thứ hai gửi tới người anh em Đặng Hữu Trung ở thôn 2, xã Cưm Ta, huyện Mờ Đà Rắc, Đắk Lắk, Việt Nam. Đấy. Thì sản phẩm này, đây là cái cục biến áp nguồn âm ly này. Đấy. Cục biến áp nguồn âm ly này thì nó chỉ nặng có 5 kg thôi. Báo cáo với các đồng chí đây nhá. 15 kg. 15 kg cho cái sản phẩm loa kẹo kéo này nhá. Thì mình để cái thằng này cu này lên đây. Đấy, để nó lên. Đấy. Bây giờ chỉ số theo anh Lại Văn Sâm anh nói thì 20. Đấy, 20 nhá. Đấy. Thế là thằng này là 5 kg. Thôi thế lại dừng clip ở đây để làm thủ tục cửa hàng cho các thượng đế. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.